tại đó con vĩnh cần sửa đàm đi. Tao tao con vấn đề đã cần bên này hả? Cần sửa đàm à? Sửa đàm là đàm pro cũ này. Chuyện khá là khỏi camera phô, khỏi thu dập phô. Anh đã ăn đồ ớt lòng ớt thọt cơ. Bạc camera có sợ đai là một mình phục vụ mẹ ở đây.
rồi ấy tao mà đi xe